Bác Sai Đức Huy xin kính chào quý vị. Bác Sai Đức Huy đang ghi hình ở triển lãm Đông Anh quý vị ạ. Và đang dừng chân ở cái tác phẩm cây si Long Ẩn Quy Đình của anh nhà vườn anh Nhật Cường. Và lại may mắn là có anh Thùy đang tham quan ở đây. Anh Thùy Hải Phòng. Em chào anh Thùy nhá. Xin chào Đức Huy, chào quý vị. Vâng ạ. Anh em mời anh tham quan, anh thưởng ngoạn. À, có gì thì anh cho quý vị yêu cây được có cái cảm nhận về cái tác phẩm nghệ thuật này anh nhá. Cái này với cá nhân mình thì quá đẹp. Vâng. Quá đẹp. Quá ý nghĩa. Tại sao vậy? Là bởi vì cái cây này là một cây nếu để độc lập thì có thể nói là bình thường. Vâng. Nếu một cái người nghệ nhân người ta phối cảnh, cá nhân mình là lệ phục. Vâng. Biến một cây rất bình thường trở thành một tác phẩm mang giá trị của hồn Việt. Vâng, đúng rồi. Và làm sao người ta tạo tác được những cái mái nhà này cổ đến vậy? Thì phải nói là cái người tạo tác này phải rất tâm huyết với những nét xưa của Việt Nam. Vừa rồi mình chia sẻ đấy, tức là đất Nhật không phải trong văn hóa người Nhật chính là cây này. Vâng. Cây này thì cá nhân mình cho rằng có nhiều người không thích lắm bởi vì nó không mịn. Thứ hai là tất cả một cành văn tự nhiên. Vâng. Dạ. Cho nên có thể nhiều người không thích. Nhưng với cây này tượng trưng đây là một mái đình. Thì một cây cao bóng cả phủ trên mái đình che chở cái làng đó về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Và tại sao đình ngày xưa thường thường có những cái hành lang như thế này hoặc bên đây nữa? Vâng. Bởi vì đúng rồi. Lý Trưởng ngồi ở trong. À. Rồi hai bên là bô lão, rồi phía dưới đây hai bên là phụ nữ. Vâng. À, ngày xưa phong kiến mà, cho nên là phân cấp. Ví dụ như là thời vua Bảo Đại của mình đi thăm thú các tỉnh ấy, là kê hẳn một cái ghế trên sập phủ ấy, ngồi vâng. Hẳn cao trên đây. Vâng. Tất cả ngồi hai bên xung quanh. Thì đây là hồn Việt. Đúng rồi. Mà cái gì là hồn ấy, của một dân tộc phải được giữ gìn. Vâng. Tác phẩm này với cá nhân anh nên quan điểm cá nhân thôi. Vâng. Được bảo tồn. Đúng rồi. Em cũng rất ấn tượng bởi cái tác phẩm này. Bởi em đã chia sẻ ở cái thước phim trước là cái mọi người nhìn vào đây là thấy tuổi thơ của mình ùa về. Đúng. Và hơn nữa là cái văn hóa Việt bây giờ càng ngày càng mai một đi. Cái đô thị hóa, nông thôn cũng đô thị hóa dần. Cái làng quê Việt thì dần dần sẽ mai một. Và những cái này là những cái lưu giữ tốt nhất này. Mà gần như là nhìn vào đây ai cũng cảm thấy là như một cái nông thôn Việt, làng quê Việt thu nhỏ. Nếu mà theo ngôn ngữ dân gian thì con hơn cha là nhà có phúc. Hiện nay mình đây có nhà lầu, xe hơi, các tiện nghi hiện đại. Nhưng mà tất cả những cái mình đang có đây là xuất phát từ tổ tiên mình đã từng mộc mạc như thế này. Vâng. Bởi vì chữ Wabi ấy, nó có một cái nghĩa là nét đẹp mộc mạc. Vâng. À, thì cái nét đẹp mộc mạc đấy nó hòa quyện với thiên nhiên. Khi con người mình hòa quyện với thiên nhiên thì cái trạng thái về tinh thần nó sẽ được thăng hoa. Mà khi thăng hoa thì con người ta sẽ có phát minh và sáng chế. Đấy là cái học thuyết của người Nhật mà người ta chơi cây để tạo cảm xúc, để phát minh và sáng chế.
tạo ra giá trị sống an lành. Chứ cái cây đấy không phải làm ra để buôn bán bao nhiêu tiền. Vâng ạ. Nhưng mà khi nó đã trở thành tác phẩm, khi nó trở thành có giá trị rồi thì nó sẽ có giá bao nhiêu tiền. Mục đích như nhau nhưng phương pháp khác nhau. Vâng. Vậy những cây này chỉ được co kéo một chút nữa để nó đáp ứng với cái nhìn của đông đảo quần chúng hơn thì đấy, có thể nói là tuyệt vời. Đấy, các anh cũng đang co kéo rồi. Chắc là anh đúng đã có ý thức rồi. Đúng là hồn Việt. Vâng. Ví dụ đây tác phẩm này đặt là Long Ẩn Quy Định. Nhưng mà theo mình á, theo mình á thì cây này chủ nhân nên nghĩ một cái tên nó hay hơn. Đà. Đó là mình gợi ý thôi. Cổ thụ giáng đỉnh. Đà. Chứ giáng là đứng bên cạnh, người ta hay nói ghép lại với nhau là giáng đứng. Giáng đứng Bến Tre, giáng đứng Việt Nam. Thì hợp lý hơn. Bởi đình là cấp xã, chứ đình ngày xưa là trạm dừng chân của các quan chức các tỉnh khi về công tác ở địa phương. Dạ. Chứ vua, một vị vua thì không bao giờ người ta trở lại quy cái đỉnh đấy cả. Vâng. Đây là Long Ẩn Quy Đỉnh. Vâng. Vậy cái này có thể để bảo tồn được thì mình phải đặt đúng văn hóa Việt. Chứ không bao giờ một vị vua người ta sẽ quy ẩn một cái nơi cấp xã. Đỉnh là thuộc cấp xã. Vâng. Của Việt Nam triều đại phong kiến xưa. Vâng. Nó là chứ đình ngày xưa nó là gọi là dịch trạm. Khi đi xuyên từ xã này sang xã kia thì cái đình đấy là nơi nghỉ của quan chức triều đình cử về. Co kéo chỉnh ra đẹp vô cùng. Vâng. Thì nếu mà nhìn, nếu mà mình xem cây trừu tượng á thì cứ nhìn nó khác gì là yêu lai. Vâng. Chẳng khác gì yêu lai cả. Bởi vì trong văn hóa nghệ thuật của quốc tế, tất cả những cái bản nhạc mà gọi là nhạc thính phòng á, thì nếu mà mình học và mình nghe nó có những tiếng xào xạc của lá rừng. Yeah. Nó có những tiếng suối chảy róc rách, thì những con hươu con nai khi cúi xuống uống nước mà thấy tiếng xào xạc thì nó sợ bị bắt, cho nên nó bị ngoái lại như này. Và cái nét nó ngoái lại như này em nhìn. Có nét ngoái hả? À. Rất nhiều đấy phải không ạ? Đều là chống chân xuống nhá. Bởi vì hai chân nó chống như này này. Thì khi nó đang uống mà nó ngoái ra. Cho nên hươu lai bao giờ ngoái hết, ít con đứng thẳng lắm. Vâng. Còn con đứng thẳng là con non, nó ngơ ngác. Vâng. Con lai vàng ngơ ngác. Vâng, đấy. Đẹp chưa? Nhìn sâu nhỉ, sâu cây. Rất đẹp. Nhìn sâu cây. Rất sâu cây. Còn nếu nhìn từ sau đây thì cây này cực đẹp luôn về mặt mỹ thuật. Nếu nhìn đằng sau. Cái... Nhưng mà vì design, do hình cây người ta phải design phía đằng trước bởi vì nó tạo ra độ lõm. Vâng. Còn đằng sau này nó đẹp quá rồi không thể ken vào được. Cho nên cái gì đẹp thì anh không thể chèn vào được đâu. Đứng trước hoa hậu anh có đưa 10 cô gái xinh nhất nàng của anh vào cũng không chèn được. Vậy người ta phải cho vào những điểm khuyết. Vâng. Và điểm khuyết đấy tạo ra một sự tròn. Tròn thôi. Chứ không thể hoàn hảo được. Và cái văn hóa người Nhật tính được rằng vì cái không hoàn hảo đấy cho nên mới tư duy phát triển và nỗ lực trong nó để có được cái tốt đẹp hơn, chứ không theo đuổi được sự hoàn hảo. Và cây là một vật thể sống, cho nên nếu mình làm lép bông cắt kỹ dăm chi thì sau 5 đến 7 năm buộc phải cắt lại. Vâng. Vậy cứ để nó tự nhiên theo năm tháng. Giả sử ông nào chịu được nhiệt 25 thì cắt cái dăm này đanh lại như đá, lúc đấy mới bấm
thì lúc đấy có thể đạt được một phần của hòa thảo, bởi vì lý tự nhiên nó phải sinh trưởng và phát triển. Vâng. Cho nên là cái hay của người nước ngoài, cây là phải có bóng và có dáng. Vâng. Ô thì hôm nay ở đi thăm xem cây đấy bóng dáng như nào, các anh vẫn nói vậy với tôi mà. Vâng. À, nó phải có dáng. Mà đã là cây có dáng, bao giờ là cây cao. Nếu là cây thấp thì cũng phải thoát thân. Vâng. Thế nó tính tỷ lệ mà. Dạ vâng. À, đằng sau đẹp. Đẹp quá. Đằng sau cái chiều sâu. Anh lại có cái người thiết kế này nó cái nét lấp ló vậy. Yeah. Lấp ló của cái máy đình. Lẹ phục. Đẹp. Một cây bình thường thôi. Đấy, cái nghệ thuật thì là người ở người tạo tác. Người ta đã đưa được trí tuệ vào trong đó và làm nó tỏa sáng. Vâng. Ừ. Cho nên là khi em có trí tuệ thì em sẽ sản xuất được điện. Vâng. Điện sẽ mang lại ánh sáng cho cả những lúc tối tăm nhất. Thế cái giá trị nghệ thuật là do chúng ta tạo ra. Vâng. Con người tạo ra. Do con người tạo ra. Vâng. Dựa trên nền tảng của thiên nhiên ban tặng. Thiên nhiên ban tặng thì cho mình cái nét đó là thời gian. Không, thời gian không ai làm được. Không ai mua bán được, không ai tạo tác được. Vâng. Và sự thay đổi của thời gian thì người Nhật người ta cho rằng đá này là không thay đổi. Nhưng người ta rất thích cây đá, lên đá của Việt Nam. Vâng ạ. Mặc dù đá là vật thể không thay đổi, nhưng nó lại có rêu phong. Khi rêu mọc lên, xanh phủ, thì người ta cảm thấy xanh tươi, tươi mát, có sự sống trong đấy. Mà bên trong đó là một hòn đá trơn, thì người ta thấy cuộc sống sinh sôi nảy nở và mến thương hơn. Cho nên một cái lý tự nhiên, các bạn thấy cái cây phu thê dưỡng tự của mình ở triển lãm Bắc Linh chỉ là một cái rêu phủ xanh thôi, nhưng ai cũng thích. Nhưng mà lý thuyết của nó là như vậy đó. Đó là sự thay đổi của thời gian ban tặng. Và hiện nay những cây trồng đất của mình, nhiều chủ cây cũng đã dán rêu lên mặt đất. Bởi vì đất cũng không sinh sôi, nhưng rêu, màu xanh của nó thể hiện sự sinh sôi này đó. Và đấy là cảm hứng để người Nhật thay đổi nhận thức của mình, phát triển kinh tế, văn hóa được như hiện nay. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Thùy rất nhiều, có những cái chia sẻ về những cái tác phẩm, cũng như chia sẻ những cái kiến thức về cuộc sống, về cây cảnh, cho quý vị yêu cây cả nước có cái nhìn bao quát, có cái nhìn trực diện về cây cảnh, cái nét văn hóa của Việt Nam, một cái nét văn hóa rất đáng được trân trọng và ngưỡng mộ. Anh đang nhưng mà nó chưa đẹp, anh đang cắt lại hôm qua. Ngày kia tác phẩm nhìn ở mọi cái góc cạnh đều toát cái vẻ tự nhiên rất cao, một cái cây cổ thụ khu nhỏ. Đây là những cái nét văn hóa Việt đang hiện hữu ở tác phẩm. Tuyệt vời lắm quý vị ạ. Thì cái clip chia sẻ cái tác phẩm Si Long Ẩn Quy Đình của anh nhà vườn anh Nhật Cường, cùng với những cái chia sẻ của anh Thùy ở Hải Phòng, đến đây xin phép được tạm dừng. Và Sát Huy xin chào quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị. Anh ơi, em chào anh nhé. Chào quý vị. Vâng, em chào anh, cảm ơn anh rất nhiều.